Hôm nay đang đi uống cà phê ở một cái quán có cái view rất là đẹp. Này là trên đường Lê Minh Quân của thành phố Long Xuyên. Đây là con đường Lê Minh Quân. Ở bên kia là tòa nhà Hitachi. Ngày nay thì nó hình như là văn phòng của bảo hiểm rồi đến thôi. Bữa nay thì trời đang mưa. Trời đang mưa mà lại uống cà phê trên cái không gian này rất là chill. Quán cà phê Lazadin, cà phê and bistro vậy đó. Uống cái quán này cũng nhiều lần rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên mà ra ngoài cái ban công này. Kế bên đây thì nó có một cái Winmart, ngày xưa nó là Vinmart, bây giờ nó bán lại cho Thái Lan là thành Winmart. Anh nhìn lên cái nóc nhà mới thấy cái máy lạnh của nó nhiều cái ghê. Một cái không gian nho nhỏ thôi mà nó gắn tới 1, 2, 3, 4, 5 5 cái máy lạnh. Tới bên kia là có một cái ngôi giống như là ngôi đền thờ. Đền thờ này thì ngày xưa là nó là địa điểm của trường khuyến học lâu lắm rồi, cái thời năm 99 2000, còn nhớ là học sinh còn vô trong đó học. À không, nhầm rồi, bên kia là, còn cái mà gần đây cái này là chùa ông. Bên đây là chùa ông, chùa của ông Văn Đế, thì ngày Tết nào cũng vô trong cái chùa ông để cúng hết cầu bình an, mùng 1, sáng mùng 1 hàng năm. Cái đường này là nó giống như là cái khu phố ẩm thực truyền thống của Long Xuyên. Ngày xưa thì chỉ có cái đường này là bán nhiều đồ ăn thôi, các đồ ăn giặt, bây giờ vẫn vậy. Nhưng mà Long Xuyên thì dân càng ngày càng đông, đường càng ngày càng nhiều mở rộng ra, cho nên là nó cũng cần có nhiều khu phố ẩm thực hơn. Nên bắt đầu nó hiện lên một số những con đường cũng bán rất là nhiều đồ ăn, quán nhậu có, rồi quán ăn cũng có. Nhưng mà cơ bản thì cái đường này nó vẫn là một cái con đường bán đồ ăn truyền thống, như là bánh bao Đại Phát này, là không biết bao nhiêu năm rồi. Từ lúc mà mình về Long Xuyên ở vào những năm 99 2000 thì đã thấy món bao Đại Phát. Nhiều khi mình nghe cái câu nói là ai đó về cái địa điểm nào đó sống 20 năm, mình nghe mình thấy kinh khủng quá. Nhưng mà thật ra thì mình cũng đã về cái xứ này sống 20 năm. 20 năm trôi qua rồi mà sao thấy nó vừa lạ lạ mà nó vừa quen quen, cũng chưa có cảm nhận được là cái gì đó nó kết nối lớn lắm. Nhưng mà đối với cái quê gốc mà ở Tân Châu thì cũng không có sự kết nối nhiều. Cái bên đây nó có một cái tiệm vàng. Cái đường này là gọi là cái đường khu giàu có này, khu Gangnam Style của Lâm Xuyên. Tiệm vàng Mỹ Hoàng, tiệm vàng Mỹ Hoàng 1, 2, 3 cái nền. Nhưng mà có điều lạ chỗ là tiệm vàng Mỹ Hoàng vẫn xài Camry nhé, Camry 2023 hay gì đó. Ở bên trong chiếc Camry, ở ngoài chiếc Camry thì đáng lẽ phải xài mẹ hay là BMW gì chứ. Kế bên này nó có một cái tiệm vàng nữa nè. Các tiệm vàng coi như là rủ nhau đến đây để sống chung. Đây có tiệm vàng là Huy Chương Nguyên, nhưng mà cái quan trọng ở chỗ đây chỉ là chi nhánh. Nhưng mà cái tiệm mà nói là bán vàng nhưng mà ở trước không để vàng thì mình hiểu rồi đó, là người ta không có bán vàng nữ trang, người ta bán vàng bằng dạng thẻ. Bây giờ như mặt vàng bằng nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ. Rồi bên đây là tiếp tục là tiệm vàng đây. Hình như có cảm giác như là những cái tiệm vàng ở cái khu này người ta thi nhau mua nền, người ta xem ai mua được nhiều nền hơn hay sao. Bởi vì cho nên là thấy là tự dần dần gần đây tự nhiên cái dần dần thấy tiệm vàng là hầu như là chiếm rất là nhiều những cái mặt tiền ở những cái con đường Hai Bà Trưng song song với con đường này Lê Minh Quân. Nếu mà nhìn xuyên qua cái lỗ bên đó là sẽ thấy thêm một tiệm vàng, tiệm vàng Kim Mai, về tiệm vàng Kim Ngân. Có khi nào một ngày nào đó thì cái góc bán bánh mì đó nó cũng thành tiệm vàng luôn, hoặc là nó đang là của sở hữu một tiệm vàng nào đó nhưng mà chưa có chương bản. Nói chung nhìn cuộc sống mà vào lúc trời mưa nó sẽ có nhiều cái cảm xúc đó.
nhiều khi mình suy nghĩ mình thấy đúng là con người ta, mỗi người có cái phước, khi mà người ta có một cái phước nào nó đủ lớn thì gần như là cuộc đời nó bình lặng, gần như không phải lo nhiều, không phải vì cái vấn đề đồng tiền mà mâu thuẫn nhiều, mà người ta mâu thuẫn những cái điều gì đó nó khác hơn, nó to lớn hơn. Nó ở đó có cái tiệm vàng nữa kìa, vàng Khải Hoàng, bên đây Mỹ Hoàng, bên kia Khải Hoàng. À, hiệu sách Bình Minh thì nó mới xây dựng lại nè, rất là to luôn, hầu như là phải 20 năm tích góp thì hiệu sách Bình Minh mới trở thành một cái địa điểm hoành tráng. 20 năm tích góp, hiện căn phố rất là đẹp ha. Còn những cái người nào mà ta thiếu phước, ít phước chút thì tạm gọi là phước đi ha, chứ không chả biết nói là cái gì, nhưng mà mọi thứ nó trở nên khó khăn hơn, cái khó khăn nó nhiều hơn, nó vụn vặt ha, cơm áo gạo tiền. Cái nhà này chắc là nhà cho thuê quá, cho cái Winmart này nó thuê nè, thì có nhà rồi thì coi như là khỏe rồi, có nhà cho thuê là coi súp bây giờ. Bởi nhiều khi thì mình thấy là bên cạnh những cái tiệm vàng to lớn hoành tráng thì nó cũng có những người ta mưu sinh. Giờ này dường như là trời mưa nè, người ta cũng phải buôn bán rồi chật vật dữ lắm. Nhìn ở bên ngoài thì cảm thấy rằng đây là cuộc sống bình thường, nhưng mà mình đi sâu vào từng con người mình mới thấy được là nó rất là đa dạng về hoàn cảnh. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt. Bởi vì cho nên là nếu mà nhìn lên đó, camera nhìn lên thì mình không bằng ai đâu. Làm sao có chuyện có được những thành phố như thế này, Mỹ Hoàng các kiểu. Nhưng mà nếu mà nhìn xuống thì mình thấy mình cũng đang ngang ngắn hơn rất nhiều. Nhưng mà tụi chung lại một điều đó, thì dù giàu hay nghèo thì bình yên là được. Nếu mà được sống mà kiểu như là vui vẻ rồi hòa thuận, hòa đồng cùng với mọi người thì nó tuyệt vời lắm. Nhưng mà đời thì nó không có đơn giản vậy, nó luôn bắt mình phải kiểu này kiểu khác, nó sẽ sắp đặt để cho mình phải gặp một số những con người mà họ giống như là cho mình những cái bài học vậy, luyện cho mình tính kiên nhẫn. Bởi vì cuộc sống nhiều khi thấy nó cũng đã quá khó khăn rồi, nó quá mệt mỏi. Nhiều khi không cần phải làm gì mệt mỏi, nhưng bản thân mình cũng cảm thấy có gì đó rất là mệt mỏi. Bây giờ cho nên là cần chi mà cái chuyện hơn thua nhau, cần chi cái chuyện mà gọi là đấu đá nhau chi. Cuộc sống thì nói chung vốn dĩ lợi ích là nó là cái mấu chốt của cuộc sống, nó giống như là cái buji đánh lửa cho cái xã hội nó phát triển, cho cái cỗ máy xã hội được vận hành. Nhưng mà có cái rằng là cái lửa đó ở mỗi nơi nó mỗi khác. Nhiều khi mình cứ thắc mắc hoài là đáng lẽ ra cái lửa lớn đó nó chỉ có thể cháy ngoài xã hội thôi, ngoài cái nơi mà người ta phải đua chen với nhau để kiếm tiền, là kinh tế nhỏ rồi kinh tế lớn. Nhưng mà đôi khi cũng không hiểu được là tại sao có những cái nơi môi trường làm việc cũng đáng lẽ nó phải nhẹ nhàng, nhưng mà rốt cuộc rồi thì nó cũng mệt mỏi y chang vậy, mà nhiều khi nó còn mệt mỏi hơn. Cái bản chất của lợi ích xã hội thì cái lợi nhuận nó lên hàng đầu. Người ta làm kinh doanh thì nói chung đồng tiền nó luôn luôn đi liền với phúc luôn. Tuy nhiên thì trong cái môi trường mà làm việc trong nhà nước thì đôi khi nó có lẽ nó không phải vậy. Những cái lợi ích ở trong nhà nước thì nó cố định, nó như nhau, nó theo một cái quy định, đâu có chuyện là ai làm nhiều được nhiều hay làm ít được ít. Còn ngoài ra thì nó chỉ có một số những cái lợi ích nhỏ cho vấn đề thi đua, nhưng mà nhiều khi thì cái thi đua đó thì lợi ích nó không có lớn, lợi ích nó chỉ mang tính chất là gọi là kích thích, là cái động lực kích thích để cho tập thể thi đua và đạt thành tích vậy thôi. Nếu như một cái động lực để cái tập thể nhà nước nó được phát triển, chứ nó cũng chẳng phải là cái lợi ích gì to tát. Tuy nhiên thì nói chung cách nhìn mỗi người nó khác, mà chính vì nó khác cho nên cứ mâu thuẫn tối ngày.
Ngày xưa thì cái con đường này nếu mà nhìn kỹ thì nó kiểu còn sót lại một cái căn nhà cổ. Ra con căn nhà chỗ này nè, nó là vẫn theo cái kiến trúc cổ. Tôi không biết cái người nào mà lại có đủ bản lĩnh để giữ lại cái căn nhà này. Căn nhà này nếu mà nhìn kỹ thì phóng to nè thử. Rồi phóng to nè. Nè, căn nhà này vẫn là nhà mái ngói nè. Rồi cái kết cấu kiến trúc của nó cũng dạng thấp. Rồi cái cánh cửa nó vẫn là cánh cửa kiểu như là cái song ngang màu xanh ngày xưa. Cái căn nhà này xứng đáng để gọi là một cái căn nhà đưa vào viện bảo tàng. Mà tuy rằng nó ngày xưa cái kiến trúc của nó có vẻ gì đó quê mùa, nhưng mà có cái này nhìn nó rất là ấm cúng, và nó có một cái gì đó rất là hay, rất là dễ chạm vào lòng người. Mình nhìn vô cái mình cảm thấy như là mình thích liền, và chắc có lẽ có nhiều người cũng vậy. Nhưng mà thích chỉ để thích thôi, nhưng mà quan trọng ở chỗ là khi mà xây thì ai cũng muốn xây gì hết. Xây thì xây cỡ đó. Cái đường Lê Minh Quân này phải nói là nó lạ lắm nha. Cái trục giao thông này nó ngộ thiệt, là tuy rằng nó nhỏ thôi nhưng mà nó cái gọi là cái lưu lượng của nó phải nói là không thua cái đường nào trong cái nội thị hết chứ. Xe quá rồi xe. Người ta đi đường này là để sao ta? À phải là cái đường này là cái đường nó từ trong chợ lớn để đi ra. Cái này khu chợ mà quý vị. Ở đằng kia thì nó có một số những cái căn nhà nhìn giống như là cung điện nha. Đó. Nhà Chí Thành, họ lại tiệm vàng nữa. Tiệm vàng Chí Thành, nhà thuốc Thái Bình, nhà thuốc Hiệp Thành. Rồi nhà thuốc Hiệp Thành là một cái căn nhà góc xây như là một cái cung điện như ở Thái Lan. Màu trắng mạ vàng. À, ngày xưa thì có một cái người nói là mỗi cái góc phố, mỗi con đường nó sẽ lưu lại một cái kỷ niệm trong lòng con người, nhất là những cái người mà họ sống ở cái nơi đó lâu năm, thì nó sẽ là một cái gì trong ký ức. Nhưng mà ngày nay thì ký ức con người ta dễ bị xóa bỏ, tại vì kinh tế mà, kinh tế nó thay đổi liên tục, người ta thì cũng thay đổi theo, nhà bữa nay kiểu này, mai kiểu khác. Ngày mốt bán cho người khác, đập rồi lại sửa, nốt ruột rồi mọi thứ nó thay đổi liên miên. Thành ra đâu có ký ức nào mà lưu lại đâu. Bởi vì sống xã hội nào nó cũng có cái giá của nó. Những lúc mà trời mưa như thế này thì mới thấy được cái giá trị của sự giàu có. Khi người ta có được một chiếc Xpander như thế này chạy để che mưa nắng này kia nọ, thật sự rất là an bình. Có một cái phương tiện để tạo điều kiện cho sự bình an, hay là có một cái con gọi là ô con này biên đức. Đây là cái một cái quán cà phê. Quán này thì nó có cái tên là Lazardin. Chữ Lazardin này là nó có tiếng Pháp, nó có nghĩa là một cái khu vườn. Và cái cách trang trí của cái quán này nó cũng giống như một cái khu vườn, một cái khu vườn treo. Và ở đây thì nó có mấy cái bàn ghế này. Nó có cái bàn ghế để ngồi ở ngoài cái ban công, rất là ok. Đặc biệt là cà phê ở đây thì rất là ngon, cà phê ngon và uống rất là gịch. Theo cái ngôn ngữ mà miền Nam mình dùng là gịch đó. Phê rất là phê luôn, nhất là khi mà hiện tại nó đang trong cái giây, trong cái thời điểm mà đang mưa này. Quay cái đường phố rất là ấm cúng, rất là chill. Đó, anh ta cũng thấy bên cạnh sự giàu có cũng có những phận người đó. Là phải mặc áo mưa đi bán vé số. Thì nói chung mình cũng không có phán xét được cái chuyện là họ có hạnh phúc hay không. Thì chẳng ai mà biết được trong lòng người ta như thế nào. Chúng ta chỉ có thể nhận xét chủ quan qua cái vật chất bên ngoài thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta mà nhận xét một cách gọi là thấu đáo thì đôi khi chúng ta cũng không nhận biết được là cái người ngồi trong tiệm vàng hay là cái người mấy giấy số hạnh phúc hơn đâu. Bởi vì cho nên là
vật chất nó chỉ hỗ trợ phần nào thôi.